chị. Chào em. Chị tên là gì? Chị là người nước nào? Chị làm nghề gì? Chị tên là Susan. Chị là người Đức. Và chị làm hướng dẫn viên du lịch ở châu Á. Chị đến Việt Nam bao nhiêu lần rồi? Chị không biết chính xác. Chị đến Sài Gòn nhiều lần rồi. Chị nghĩ khoảng 15 lần. Lần này chị ở Sài Gòn trong bao lâu? Lần này chị ở Sài Gòn 1 năm. Khi nào chị về Đức? 2 tuần nữa chị về Đức. Chị học tiếng Việt lâu chưa? Chị học tiếng Việt 5 tháng rồi. Chị nói tiếng Việt rất giỏi. Không. Ở Sài Gòn chị đi lại bằng gì? Ở Sài Gòn chị đi lại bằng xe máy. Chị có một xe máy Honda Wave Alpha. Chị có thích đi xe máy không? Tại sao? Chị thích đi xe máy lắm. Vì thường ở Việt Nam tất cả người Việt đi bằng xe máy. Chị là người rất lười và chị không thích đi bộ. Đi bộ chậm quá, đi taxi rất mắc. Nhưng đi lại bằng xe máy rất nhanh và thoát lắm. Nhưng nhiều người nghĩ đi bằng xe máy ở Sài Gòn rất nguy hiểm. Chị nghĩ thế nào? Chị không như vậy. Theo chị là ở Sài Gòn, xe máy đi lại chậm lắm. Nhưng ở ngoài Sài Gòn nhanh hơn. Và ở đó có nhiều xe buýt và xe tải. Nên đi bằng xe máy trong Sài Gòn không sao đâu. Em hiểu rồi. Cảm ơn chị. Không có gì.